Xin chào tất cả các anh em ạ. Người Việt mình có rất nhiều các phát minh vĩ đại trong lịch sử. Trong một trong số những cái phát minh vĩ đại của người Việt mình mà tôi thấy tự hào nhất đó là chính là bẫy chuột anh em ạ. Và một loại bẫy chuột mà để lại cái nỗi ám ảnh nhất cho loài chuột, và một cái loại bẫy chuột kinh điển nhất được sử dụng từ xưa đến nay, từ cổ đến kim, đó chính là loại bẫy chuột bán nguyệt anh em ạ. Đây, hàng nóng đây anh em. Bẫy chuột này cực kỳ hiệu quả. Con nào mà bị nó sập vào người cho thì thốn đến tận rốn anh em ạ. Chết là cái chắc, trừ khi sập vào đuôi. Nhưng mà không phải ai cũng biết dùng cái bẫy chuột này đâu nhá. Nhiều ông là bẫy tháng này qua tháng khác không được một con nào. Nó phải có cách làm nó anh em ạ. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách để sử dụng cái bẫy bán nguyệt này làm sao hiệu quả nhất nhé. Trước mắt là anh em phải biết là nó thích ăn cái gì. Thì đây anh em này, thóc. Thóc là chuột thích ăn nhất, tôi khẳng định với anh em luôn. Bởi vì qua nhiều lần bẫy chuột rồi, tôi thấy là chuột nó chỉ thích ăn thóc thôi anh em. Trừ khi là không có cái gì, không có thóc ăn thì nó mới ăn những cái khác, thì còn cứ có thóc là nó ăn. Nhớ nhá, nó ưu tiên ăn thóc trước. Đấy. Thì để bẫy cái này hiệu quả thì anh em khiến tôi mấy cái bọc thóc này. Đây tôi có 3 cái bẫy chuột này. Tôi đã chuẩn bị là 3 cái bọc thóc đây. Đấy, bọc như này. Tiếp theo á, để mà tối đa cái sự hiệu quả của cái bẫy bán nguyệt này thì anh em phải có những cái sợi dây này để buộc nó lại, để tránh một vài trường hợp là chuột nó chạy mất, nó nuôi mất cả cảm luôn. Mình mất nhiều lắm rồi đấy, ngày trước mình mất nhiều, nhưng mà từ ngày mình buộc cái dây này chuột không được chạy được luôn. Nhưng mà anh em phải dùng là dây thép hoặc dây đồng nhé, đừng dùng dây dù hoặc là dây cước là nó vùng vẫy nó vẫn cắn được đứt cái dây đấy anh em nhé. Dùng cái dây này thì nó không cắn được đâu. Đấy, bên đây mình dùng dây đồng này, dây đồng này anh em này. Đấy, nó buộc nó vào một cái que, buộc là cắm xuống càng sâu càng tốt anh em nhé. Cắm càng sâu càng tốt để chuột nó không nôi cả que đi. Đây mình chơi hẳn cái dây thép, đây mình chơi hẳn cái gậy thép dài như thế này, không bao giờ nó chạy đi mất được. Bây giờ thì móc mồi vào thôi anh em nhé, móc mồi vào chắc vào. Đó, rất chắc chắn. Căng lên. Nhiều cái bẫy này nó sản xuất nó chưa được chuẩn, anh em phải tinh chỉnh làm sao để cho nó hiệu quả nhất nhé. Giờ mình làm thế nào để cho cái thóc này, cái mồi này nó phải ngẩng lên như này. Thọng nó không phải ngẩng lên này, chứ đừng để cho nó chạm đất nhé. Chạm đất là nó không hiệu quả đâu anh em nhé. Bây giờ mình sẽ đặt ra cái chỗ mà chuột nó hay qua lại. Ở đây thì nhà mình có một cái hang chuột rất to, nó đục xuyên vào trong sân nhà mình này anh em. Thì mình sẽ bẫy trước cửa hang. Đấy, đặt nó trước cửa hang như này. Cái que thì mình cắm cái này thì nó không chạy được anh em ạ. Hay chưa xong đâu anh em nhé. Để mà cái bẫy này mà mắc hiệu quả anh em thì mình sẽ phải sử dụng cái hai nửa tờ giấy này anh em ạ. Mình sẽ phải có hai nửa tờ giấy này. Để làm gì? Mình đặt vào đây, mình che vào đây. Đấy. Mình phải làm thế nào? Mình che đi cái chạm này anh em ạ. Đấy, che như này này. Chỉ hở lên đúng cái mồi thôi anh em nhé. Nếu mà anh em mà không che nó lại để hở thì anh em chỉ có thể bắt được chuột đồng thôi. Chuột nhà nó khôn lắm. Chuột nhà nó nhìn đi qua, nó nhìn thấy cái cạm là nó giận mình, nó chạy đi chỗ khác ngay, nó không ăn đâu anh em ạ. Anh em phải che cái giấy này vào. Ngày trước mình bẫy ở trên nhà mình không che vào, không bắt được con nào, nhưng mà từ lúc mình che vào ngày nào cũng bắt được một vài con nhé. Đấy, công đoạn cuối cùng anh em nhé. Rắc thêm lên đây vài hạt thóc này. Rắc nhớ rắc cái đằng chỗ đằng trước này này. Đấy. Cho nó ăn vài hạt nó sang sướng thôi.
sau đấy nó thèm, nó vẫn đói thì nó ăn nốt cái này là dính đòn luôn anh em nhé. Đấy, bây giờ để đợi đến tối xem như thế nào nhé anh em nhé. Vậy là vừa xong mình đã giới thiệu với anh em về cái loại bẫy chuột bán nguyện này. Đấy. Với 100.000 thôi anh em. Anh em đã có một combo gồm 10 cái bẫy bán nguyện này. Có đã tinh chỉnh theo đúng tiêu chuẩn. Cực kỳ hiệu quả anh em ạ. Thêm một bọng mồi là thóc để anh em sử dụng trong quá trình bẫy. Số lượng khá là nhiều, anh em có thể thay được vài lần đối với những cái bẫy của anh em này. Đấy. Và một cái bộ dây gồm 10 dây để buộc vào cái bẫy này anh em. Đấy. Đúng tiêu chuẩn luôn, một bộ tiêu chuẩn mà mình thường dùng để bẫy chuột luôn. Cực kỳ hiệu quả với cái bộ combo này anh em ạ. Chỉ cần 100.000 thôi là anh em đã có thể tiêu diệt được tất cả những cái bọn chuột đó, nó quấy phá khu vực nhà anh em nhé. Đấy. Giá 100.000 10 cái này là chưa bao gồm vận chuyển đâu anh em nhé. Anh em nếu mà muốn mà mình phi ship thì anh em mua 20 cái, tức là tổng là 200.000 anh em ạ. Sẽ có 20 dây và một bọng mồi to hơn thì mình sẽ free ship cho anh em nhé. Đấy, nếu anh em cảm thấy tin tưởng thì anh em hãy đặt một sản phẩm về và trải nghiệm anh em nhé. Chúc anh em thành công với loại bẫy chuột này của mình nhé. Cảm ơn anh em đã xem hết video của mình nhé. See you again.